30 ngàn. Tới luôn. Coi ngã ba ngã tư. Cái 80 đó má mày. Hả? Cái 80 đổ xăng 400 nó hết 600 qua. Thăm rồi, thăm có 80 rồi. Hiện trước còn 20 đó lấy 60 nữa. Đổ xăng nhiêu? 400. Đi ngang qua đổ 200 rồi, bữa nay đổ 400 nó hết 600. 600 lấy qua. Chỗ hai trái nước suối á. Hoài phải có kinh nghiệm chứ. Nhiêu mà? 400. 400 sao? Đâu sao? Tài trợ có tem nữa không? Trong bớt con này. Sao không trong mình nhiều tem hả? Mình mua nhiều thì nó có nhiều tem, mua ít thì nãy con nhỏ kia được 5 tem là nó 10 triệu mấy rồi đó. Mong manh tặng có cái dao mà. Chỉ cần ngắn tem nhãn hiệu dao độc quyền tiết kiệm 96%.